dự thảo nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, chính phủ đề xuất 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. một Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. 2. Xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. 3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 4. Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. 5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. 6. Thúc đẩy liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị để nhanh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch. 7. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam. 8 quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. 9. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỹ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. 10. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng góp phần củng cố vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 12. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.